Hello, chị Kimber mến chào tất cả các em. Các em ơi, ngày hôm trước thì chị Kimber có mua được hai bộ kit luôn. Một bộ kit là làm dầu thơm, nước hoa đó các em. Còn bộ kit này thì là làm kem dưỡng da, kem dưỡng thể đó. Nếu mà các em muốn chị Kimber chơi luôn cái bộ kit kia thì các em nhớ nói cho chị Kimber biết nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chơi cái bộ kit này. Bây giờ thì chị Kimber sẽ giới thiệu cho các em bộ kit này nha. Các em ơi, cái bộ kit này thì chị Kimber mua ở ở đâu ta? Ở Five Below, cái tiệm này thì chị Kimber hay dắt các em đi lắm nè. Hôm nào chị Kimber sẽ dắt các em đi nữa nha, xem người ta có bán đồ gì mới hay không. Bây giờ chúng ta hãy xem cái bộ kit này nó nhìn như thế nào. Thì bộ kit này to hơn cái bộ kit làm son môi rất là nhiều luôn các em, to hơn gấp 2 lần luôn. Thì ở đây nó có chữ gì đây? Just my style, là phong cách của tôi. Còn ở chỗ này nó ghi là sparkling body lotion, là kem dưỡng thể mà nó lấp lánh, nó chiếu chiếu đó các em. Thì bây giờ chúng ta xem nó có ghi gì nữa không nha. Ở dưới này thì nó có ghi những cái thành phần mà ở trong đây. Còn ở chỗ này thì nó ghi là chúng ta có thể làm được 3 chai lotion luôn. Ok, bây giờ chị Kimber sẽ mở cái hộp này ra nha. Ở ngoài sau nó cũng rất là đẹp luôn này các em. Bây giờ chị Kimber sẽ mở ra và chúng ta hãy xem ở bên trong nó như thế nào nha. Wow, rất là đẹp luôn các em. Rồi bây giờ chị Kimber sẽ giới thiệu cho các em từng món đồ nha. Đầu tiên là chúng ta có hai cái que này các em, hai cái que để chúng ta trộn lên. Hai cái que rất là ốm luôn, giống như là chị Kimber vả nắp đi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái lotion base, là cái này là cái quan trọng nhất để làm lotion luôn nha các em. Các em ơi, cái này người ta trang trí rất là đẹp luôn này các em. Có cầu vồng, trái tim và con bướm nữa nè. Wow, dễ thương quá đi. Và nó màu trắng, chắc là nữa chúng ta có thể trộn màu vào trong đây luôn á. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ba cái chai như thế này. Một cái chai màu xanh da trời này các em, nó có ghi body lotion. Một chai màu tím và một chai màu hồng, cái nào cũng có ghi body lotion. Ba chai này thì nó trang trí nó hơi khác nhau một tí thôi các em. Cái này thì có trái tim, còn cái này thì có kim cương. Để ba cái chai sang một bên nha. Tiếp theo là chúng ta có cái gì đây? Cái này là hương liệu này các em. Hương liệu để chúng ta bỏ vào cho nó thơm, để chị Kimber xem những cái mùi hương gì nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái chai này nó có cái con flamingo ở trên này. Cái con này tiếng Việt Nam là con gì chị Kimber quên rồi, các em nào nhớ thì nhớ nhắc chị Kimber nha. Cái chai này thì nó có mùi hương gì? Nó có ghi là Ocean Breeze. Ocean Breeze có nghĩa là gió biển đó các em. Gió biển thì nó ngửi mùi như thế nào nhỉ? Nó hơi mặn mặn hả? Đến thì chúng ta có cái chai này. Cái chai này nó ghi là Sweet Orange. Sweet có nghĩa là ngọt, còn orange là trái cam đó các em. Có hình trái cam nữa nè, vậy là cam ngọt nè các em. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái chai hương liệu Tropical Fruit. Cái này là fruit có nghĩa là trái cây, còn tropical là nhiệt đới đó các em. Thì là trái cây nhiệt đới, có một trái thơm nữa nè. Chị Kimber sẽ mở ra để ngửi thử ha. Nghe mùi trái cây quá các em. Sao nghe mùi giống mùi trái mít quá à. Không biết mũi chị Kimber có bị gì không mà sao không nghe mùi trái thơm mà nghe mùi trái mít nhỉ. Còn thử xem cái chai này nha, coi nó có mùi cam không. Đúng rồi, cái chai này mùi cam nè, nó hơi the the các em. Để xem chị Kimber hửi thử cái mùi này, coi nó có phải là mùi nước biển không nha. Trời ơi các em ơi, hửi cái mùi này vô tự nhiên cảm thấy rất là thư giãn luôn. Chị Kimber tưởng tượng giống như là mình đang đứng ở dưới bãi biển mà rất là yên tĩnh, không có ai hết, chỉ có mấy cây dừa và gió biển nó
bay qua bay lại. Không biết diễn tả sao nhưng mà nó rất là thư giãn luôn các em. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có hai cái chai này. Hai cái chai này thì là chai màu này các em. Chúng ta có màu xanh và màu hồng. Đó, một chai màu xanh và một chai màu hồng. Các em thuộc team nào, team xanh hay là team hồng? Các em nhớ để dưới bình luận để xem chúng ta có nhiều người thích màu xanh hơn hay là nhiều người thích màu hồng hơn nha. Ok, phần giới thiệu sản phẩm đã xong rồi. Bây giờ chị Kimber sẽ xem hướng dẫn sử dụng nha. Cái miếng hướng dẫn sử dụng mà nó cũng rất là đẹp nè các em, và nó rất là dễ nhìn luôn. Bla 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 bla. Ok, chị Kimber biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Chị Kimber sẽ chọn màu xanh và màu tím. Chị Kimber sẽ chọn màu xanh và màu hồng nha các em. Tại vì chúng ta có hai màu, màu xanh và màu hồng, cho nên chị Kimber làm hai chai. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái lotion base này vào. Chị Kimber phải mở cái nắp ra. Đó, mở ra. Chị Kimber sẽ làm màu xanh trước nha. Chị Kimber sẽ mở cái nắp này ra. Qua cái chai này rất là đẹp luôn các em, rất là dễ thương. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ cho nửa chai lotion vào. Rồi, sau khi đã cho nửa chai lotion thì chúng ta sẽ bắt đầu cho hương liệu. Chúng ta cho hương liệu nào đây các em? Chị Kimber thấy màu xanh thì chúng ta nên cho hương biển vào đi ha. Ocean Breeze. Chị Kimber thích cái mùi này quá các em. Cho thật nhiều giọt vào. Mấy giọt ta? Hướng dẫn sử dụng nó không có ghi cho bao nhiêu hết á. Nó mới ghi cho nhiêu hết kem, vậy Kimber cứ cho tùy thích ha. Quá trời luôn. Wow, thơm quá đi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho màu. Tất nhiên là chị Kimber sẽ cho màu xanh. Một giọt nè. 4 giọt thôi các em ha. Sợ chúng ta cho nhiều quá, mất công lên nữa chúng ta thoa lên mình nó sẽ có màu xanh. Rồi bây giờ chị Kimber sẽ cho một tí kim tuyến vào nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ khuấy lên. Trời ơi, phải chi mà các em thấy được. Tại vì cái chai này nó bao lại, làm sao mà chúng ta thấy được đây. Trộn lên. Màu xanh này các em, xanh rất là nhạt luôn. Đây các em có thể thấy ở trên cái cây que này. Thì hướng dẫn sử dụng nói là chúng ta phải cho thêm lotion cho đầy lên luôn, rồi tiếp tục cho những cái hương liệu và màu vào cho đến khi nào nó đầy lên thôi các em. Tiếp tục cho màu và cho hương liệu nha các em. Cho rất là nhiều hương liệu luôn. Rồi chị Kimber sẽ khuấy lên tiếp nha. Ok em ơi, trước khi mà các em hỏi giá của chị Kimber cái bộ kit này, thì cái bộ kit này không có bán ở shop nha. Chị Kimber chỉ mua về và chơi thử cho các em xem thôi. Cái này chị Kimber mua ở đây, nó cũng khá mắc, tới 10 đô lận, là 200 tiền Việt Nam đó các em. Wow, các em ơi, bây giờ cái màu nó rất là xanh luôn. Chị Kimber lấy ra cho các em xem nha. Màu xanh rất là đáng yêu. Và bây giờ chị Kimber sẽ bắt đầu làm màu hồng nha. Thì chúng ta cũng làm giống no. Thì chúng ta cũng làm giống như hồi nãy luôn các em. Chị Kimber sẽ cho lotion vào trước nè. Người ta cho mình tới 3 chai mà chỉ có 2 màu, màu xanh và màu hồng thôi. Không có màu tím, mà cho cái chai màu tím làm gì không biết.
Kimber lo nhìn cái máy quay phim nó đổ ra ngoài. Chị Kimber quay phim một mình cho nên chị Kimber phải nhìn máy quay phim. Lỡ khi mà chị Kimber không nhìn mà nó không có quay là thôi, không có video cho các em xem luôn á. Chạy tay luôn. Ồ các em ơi, lúc đầu thì chị Kimber không có tính mua cái bộ kit này đâu. Chị Kimber đang đi siêu thị để tìm bộ kit làm slam, nhưng mà chị Kimber thấy cái bộ kit này chị Kimber mới mua đó. Các em có muốn chị Kimber chơi thử bộ kit làm slam của Mỹ không nè? Nếu mà có các em nhớ nói cho chị Kimber biết nha. Rồi sau khi có lotion base rồi thì chúng ta sẽ cho màu vào. Bây giờ chị Kimber sẽ cho màu hồng, rất nhiều màu hồng vào luôn nha. Màu hồng và màu xanh nha trời, kết hợp rất là đẹp luôn các em. Rồi tiếp theo là hương liệu. Hương liệu nào đây các em? Hương liệu cam ngọt hay là tropical fruit? Chị Kimber sẽ chọn tropical fruit nha. Là trái cây nhiệt đới. Chị Kimber thích trái cây nhiệt đới lắm đó. Trái cây nhiệt đới là trái cây ở Việt Nam chúng ta đó. Chị Kimber thích nhất là ăn trái nhãn. Trái nhãn ăn rất là ngon và nó cũng không có mắc. Các em thích ăn trái cây gì nhất nè? Đó, các em thấy màu hồng, các em màu hồng nó rất là đậm luôn so với màu xanh hồi nãy ha. Kimber sẽ trộn lên. Ok em ơi, nhắc tới trái cây chị Kimber mới nhớ, đó chính là bây giờ Mỹ đã cho Việt Nam nhập trái vú sữa vào trong nước Mỹ rồi. Trời ơi, người ta đã làm giấy tờ rất là lâu, mấy chục năm luôn á các em. Bây giờ nước Mỹ mới cho nhập vú sữa vào bán ở Mỹ. Chị Kimber rất là mừng luôn, nhưng mà nó chưa có qua tiểu bang. Chị Kimber không biết khi nào nó mới qua đây cho chị Kimber được ăn nữa. Lâu quá. Đây là tin mừng cho Việt Nam và cũng là tin mừng cho chị Kimber. Tại vì chị Kimber rất là thích ăn trái cây nhiệt đới. Chắc là bây giờ nó đã qua tới Cali và những tiểu bang có nhiều người Việt Nam sinh sống, nhưng mà chưa có qua tiểu bang Minnesota của chị Kimber. Hy vọng là nó qua sớm nha, tại chị Kimber thích lắm đó. Ta-da! Vậy là chúng ta đã có hai chai kem dưỡng thể rồi. Cái bộ kit này làm rất là đơn giản luôn các em, chị Kimber rất là thích. Bây giờ chị Kimber sẽ lấy ra để tha thử nha. Mùi hương trái cây. Cho tí thôi các em. Cho một tí như thế này được rồi. Thả lên tay nó sẽ, da tay của chúng ta nó sẽ được rất là mịn luôn á các em. Thơm quá. Thơm quá chị thơm các em. Tiếp theo chị Kimber sẽ tha thử hương gió biển. Wow, mỗi lần chị Kimber hít cái hương gió biển này vào là cảm thấy rất là thư giãn luôn. Không biết chừng nào chị Kimber mới được đi biển chơi nữa. Nhớ đi biển chơi quá các em. Thơm quá đi. Màu xanh. Rồi bây giờ da chị Kimber sẽ được rất là mịn và rất là thơm. Ủa thơm hai mùi luôn các em. Hai mùi nó trộn lại ngộ quá. Bây giờ thì chị Kimber sẽ đem hai cái chai này vào và chị Kimber sẽ để ở trên bàn trang điểm nha. Các em ơi, nhìn ông Kem muốn ngủ nè. Giống như là đang múa ba lê vậy các em. Hello. Hello. Bye bye. Bye bye. Ngủ lại đi, ngủ lại đi nha. Ngủ đi. Ôi cái bàn của chị Kimber nó bề bộn quá đi. Chị Kimber sẽ để đây nha. Trời ơi bây giờ ngủ còn xấu hơn nãy nữa. Meow. Vậy mèo cái gì mà mèo 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 về mặt như mèo. Bé bơ đây các em, bé nào nhớ bé bơ thì bé bơ đây, có hai bé bơ luôn, bé bơ
Thiệt và bé bơ trong bức tranh. Ngủ nha bơ, bơ ngoan ngủ nha. Ngủ đi. Ủa ai để cái miếng này vô đây vậy ta? Miếng này miếng gì đây? Rồi ngủ đi bơ. Sorry. Sorry đã đánh thức bơ nha. Bơ tối ngày ngủ không à. Chị Kim Bơ cảm ơn các em rất là nhiều đã dành thời gian để cùng chị Kim Bơ làm những cái chai lotion này. Nếu mà các em muốn chị Kim Bơ chơi cái bộ kit làm nước hoa luôn thì các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kim Bơ biết nha. Ồ các em ơi, hình như là bây giờ các em đang thi phải không? Nếu mà các em đang thi thì chị Kim Bơ chúc các em thi được điểm thật là cao luôn. Còn bây giờ thì chị Kim Bơ tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye.